Phan Đức Lễ sẽ là cầu thủ tiếp theo rời Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn khi V-League bước sang giai đoạn 2. Điểm đến mới của anh là câu lạc bộ Công an Nhân dân, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất. Đức Lễ sinh năm 1993, thi đấu ở vị trí trung vệ và gia nhập đội bóng Phố Núi từ đầu mùa 2021. Nhưng tại sân Pleiku, anh không thể cạnh tranh được với Hữu Tuấn, Memovic hay Kim Dong Su. Vì thế mà không khó hiểu khi cầu thủ này chưa được ra sân lần nào kể từ khi huấn luyện viên Kẻ Tịch Sắc lên nắm quyền. Chuyển sang Công an Nhân dân, cơ hội dành cho Phan Đức Lễ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi đội bóng này đã mượn Hoàng Anh Gia Lai tới 11 cầu thủ kể từ đầu mùa và luôn cần thêm nhân sự để tăng chiều sâu đội hình. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.